Đấy, các bạn thử làm xem cốt này loang loang này đấy. Đấy, chúng ta sẽ cần phải biết cái này chúng ta thay đổi cốt này Mình thay đổi cốt đấy và theo cái tư duy gọi là chia à... câu hỏi của bạn lê trang là cài cả EndNote và zotero trong word thì có bị lỗi không câu trả lời là không nhá zotero với lại EndNote làm việc với nhau rất là tốt chỉ có tránh là Zotero với Mendeley thôi À chỉ có tránh là Enos với Mendeley thôi Enos với Mendeley là nó bị xung đột với nhau Không dùng được với nhau Thế còn Enos với lại Zotero thì dùng vô tư thoải mái Không có vấn đề gì cả Đấy, Ví dụ như là Zotero nhá Để tôi test Zotero cho các bạn xem nhé Nhưng mà Zotero thì dùng trên một văn bản Thì cái nọ nó vẫn cái nọ nó vẫn là cái nọ cái kia nó vẫn là cái kia nhé nó không nó không nó không hòa với nhau đâu thế giả sử như là Zotero nhá đấy, tôi có Zotero này cái cả, cả hai cái này đấy giả sử như là tôi muốn trích dẫn Zotero vào đây nhá <laughs> là một cái điều vô cùng điên rồ đúng không đấy, ok này đấy. thế thì Zotero thì tôi đã hướng dẫn rồi có video hướng dẫn rồi nhá đấy thì giả sử như là mình muốn chọn cái tài liệu này chẳng hạn nhé mình trích dẫn này đấy thì có vẻ đầu tiên nó sẽ ra một cái kiểu như thế này không đấy, kiểu như này đúng không đấy thì bây giờ mình muốn chèn cái mình muốn chèn cái bibliography nó xuống đúng không? Mình sẽ add bibliography. Đấy thì nó sẽ là gì? Là cái trích dẫn ở phía trên đúng không? Và cái bi bibliography của của Zotero nó xuống dưới này. Tức là em nốt ở phía trên còn lại Zotero <laughs> ở phía dưới. Hai cái này nó không hòa nhập được với nhau. Hiểu không nhỉ? Lê Trang nhỉ? Của bạn Lặng Yên này bạn hỏi là em dùng Zotero để thực hiện trích dẫn tuy nhiên em chưa biết chọn ai tầm tay nào để trích dẫn các thông tư văn bản nhờ thầy hướng dẫn em cảm ơn thế thì trong cái Zotero này này nó có cái phần là đây này Zotero này nó có cái phần nó gọi là đây này uh... mo này này em vào đây nhé. em chọn mo này thế thì cái cái mà trích dẫn mà liên quan đến văn bản thông tư đấy thì mình sẽ phải lựa lựa ở trong này xem nó là cái nào em có thể chọn là document nhé em nhé. Đấy, trong này nó có trong trong gì ở trong, trong ấy, thì nó rất là rõ ràng về cái mục đấy. Nó có cái mục gọi là legal, legal. Đấy, legal. Thế nhưng mà cái này ở trong này thì nó không có. À, đây nó không có này. Pattern postcard không phải. Đấy. Thì em có thể chọn là document được. Em chọn là document này nhé. Ok không em ơi? Hiểu ông Lặng Yên ơi. Đây chọn cái chọn document này nhá. Đấy. Mình chọn document xong điền thông tin vào thôi, document. Đấy. Thông điền thông tin vào thôi. Thế thì đấy là cái cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà em cái cái uh, Zotero này nó có một cái thuận tiện đấy là là em có thể vào đúng cái thông tư hoặc là nghị định đấy, đúng không? Ví dụ như là Ví dụ là một cái văn bản kiểu kiểu như này nhá, đúng không? Thì mình có thể sử dụng ngay cái Zotero này này nó tự động nó lấy vào cho mình lấy vào trong cái tài liệu của mình xong Xong em sửa nó đi Sau đó em trích dẫn là được, được. Đấy. Đúng không? Đấy. Lấy quyết định phát Thì nó tự động là cái quyết định này Nó đã chui vào trong này rồi đấy. Quyết định nó chui vào trong này rồi Đúng không? Đấy. Quyết định đây rồi Thế thì mình sẽ Nếu mà nó đúng rồi thì không sao Còn không thì mình sẽ vào đây mình sửa nó Sao cho nó phù hợp đấy. Thì đấy là đối với Zotero Nó có cái thuận tiện như vậy Bạn Nguyễn Xuân Mạnh hỏi là Em muốn Em muốn hỏi ở trong Zotero thì dùng style nào để có thể tách tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt riêng trong danh mục tài liệu tham khảo? Thế thì câu trả lời của tôi cho các bạn luôn nhé là Zotero nó không làm được cái việc này đâu. Đấy. Zotero nó không làm được cái việc này đâu cho nên là đừng có đừng có băn khoăn về cái chuyện này. Muốn làm được cái việc này thì chỉ có làm EndNote thôi. Zotero thì nó các cái style của nó là nó đã được thiết kế rồi, nó được code rồi nếu mà các bạn muốn làm ấy thì tôi chỉ cho các bạn cách làm nhưng mà các bạn cũng không làm nó đâu mà tôi cũng không làm được đâu bởi vì nó cần phải cốt biết cách cốt này này Đấy, chúng ta vào cái phần là tu này này nó có phần đâu nhỉ à, xem nào đây này các bạn vào tool nhá Để tôi chỉ cho các bạn các ông cứ thích uh, những cái thích làm những cái điều khó. Thích làm những điều khó, tốt. Đấy. Các bạn vào tool nhá. Vào trong Zotero nhá, vào tool nhá. Xong vào developer nhá. Xong vào style edition nha. editor nhá, editor nhá. Đấy. Thì đây chính là cái cách để giúp cho các bạn có thể hiệu chỉnh được cái style mà các bạn muốn sửa. Tức là các bạn có thể sửa cái style đấy. Này. sửa hoặc là có thể tạo ra cái style mới nhưng mà cái này các bạn cần phải biết code tức là biết uh, biết lập trình ấy. Đấy. Tôi thử cho các bạn xem nhá. Tôi không biết làm đâu. Nhưng mà tôi biết cái chỗ đấy vào style edition này. Đây nó lồng hoàng như này này. Hiện nay là tôi đang sử dụng cái style có tên là gì đấy đây này America APA 7 đấy. APA 7. đấy. và đây này đây đấy. code này code nó lồng hoàng này. Đấy, các bạn thử làm xem cốt này loằng ngoằng này đấy. Đấy, chúng ta sẽ cần phải biết cái này chúng ta thay đổi cốt này thay đổi cốt đấy và theo cái tư duy gọi là chia uh, gì nhỉ? tiếng anh tiếng việt xong sắp xếp như thế nào nhưng lập trình vào trong này thì được đấy, nếu các bạn nào biết thì sẽ làm theo cái hướng này còn không thì đấy, chịu không, không làm được đâu ok chưa hả? nguyễn xuân mạnh trả lời thế rõ chưa nhỉ cố gắng nhá nếu mà làm được thì thông báo với tôi nhá xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi